Hi, how are you doing? welcome back to the channel today. Channel, okay. Can we just... Oh, it's that's amazing. Anyway, okay, let's go now. Okay. So we got NBC Nightly News with Lester Holt. Here we go. Lester Holt here. Tuesday, December 7th. Okay. And once again, một lần nữa, once again, December 7th là US time nhé. US time, nó không phải là Việt Nam time đâu. Không phải cái này. Ok. Right. Let's go ahead. But before that, I need to switch this. Right. So, Biden warns Putin. I'm afraid I have to take this. Biden warns Putin. Okay, Biden ở đây. Biden đây. Biden. President Biden. Tổng thống Biden. Của in the USA. Ở Mỹ. Có thể nói là Mỹ. Warn US. Mỹ là US. Warn Russia. Ok, không sao. Russia. So, Putin, Vladimir Putin, Russia, Joe Biden, US, okay? Quên, là cảnh cáo đấy. Đừng có làm như thế nữa. Nếu không thì... Đó, okay, gọi là warns. Okay, so, warns. Now, you read. Biden warns Putin. Cũng có thể nói là US, the US warns Russia. Ok, right. Thì hôm nay là hai người không gặp nhau trực tiếp, mà gọi là virtual meeting. Đó. Virtual meeting giống như video chat. Đó. Video chat. Putin thì vẫn ở Kremlin, Russia, còn Biden thì vẫn ở, White House. Ok. Biden nói là Biden is he's too old, ông ấy già lắm rồi. Hello. Good to see you again. Okay, listen again. You see? Hello. Xin chào ông nha. Good to see you again. So, Biden, say first. Biden, chào trước, đúng không? So, nói gì thì nói bạn ạ. Cho dù là chính trị, xã hội hay là cái gì đấy thì chúng ta vẫn là con người ạ. Vẫn là một sinh vật sống đấy và vẫn có một cái gì đó gọi là nhân ái, nhân văn này, tình bạn này. Ok. Nên là phải nói là nó cũng không phải hoàn toàn là lúc nào là họ cũng đối đầu với nhau đâu. Thực ra họ không phải là những người đối đầu với nhau mà là đảng của họ, đất nước của họ đấy. Nhưng mà bản thân họ lúc nào cũng có một cái gọi là sẵn sàng làm bạn này, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ. So. Ok. Alright. Ok, you read nhé. Video chat. Ok, video chat này. Virtual meeting. Virtual meeting. Ok. Cool. À đây.
Thì trong cuộc nói chuyện này thì more than 2 hour call. Ok. Thì cái video chat này cũng có thể là một đoạn call đấy. Tức có thể nói là video call được. Xem. Thì bạn có thể nói là yeah, it's a video call. Ok, doesn't matter. Đó, video call. More than 2 hour call hoặc là video call. Hai người nói chuyện nhau. Thì Biden deep concern about Ukraine. Lo ngại sâu sắc vì vấn đề Ukraine. Ukraine đấy, Ukraine. So, ok. Lo ngại như thế nào thì chúng ta biết rồi đúng không? Đó chính là vấn đề về biên giới. Right, you read nhé. More than 2 hour call. Deep concerns about Ukraine. Deep concerns about Ukraine. Okay. Thì I change this. Oh, sorry. Đây là satellite image các bạn ạ. Đây là như là satellite image là ảnh chụp từ vệ tinh đấy. Là cái này. Satellite image. Đó thì cái view border biên giới giữa Ukraine và Russia đấy thì Nga đã tập trung rất là nhiều cái quân đội ở đó này. Tanks and weapon. Thì Biden nói là if Russia to invade Ukraine, US will respond with strong economics and other measures. Nếu mà Nga xâm lược Ukraine, invade Ukraine, thì the US, okay, I'm sorry. The US will, thì nước Mỹ sẽ respond with, sẽ đáp trả với strong economic, với cái những cái biện pháp measure, biện pháp về kinh tế mạnh mẽ và những cái biện pháp khác về kinh tế mạnh mẽ, tức là thực ra economic ở đây là economy sanction, cấm vận kinh tế đấy. Strong economy sanction and other measure và những biện pháp khác nữa. Ok. Ok, you read. If Russia invade Ukraine, the US will respond with strong economic and other measures. Okay. Thì đó chính là sanction. Cấm vận. Sanction. Ôi, nhiều bạn hỏi cấm vận là gì? À, cấm vận tức là nó thực hiện đồng loạt rất nhiều biện pháp đấy. Biện pháp như gọi là cấm xuất khẩu này, cấm nhập khẩu này, giống như kiểu đóng cửa biên giới đấy với quốc gia đó đấy. Thứ hai nữa là cấm các hoạt động chuyển tiền này. Đó, ok. Kiểu như vậy. Và những hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo và các tổ chức đấy, những công ty đấy cấm hoạt động ở quốc gia đó đấy. Thực ra đó là một cái rất là nghiêm đó. Hãy tưởng tượng mà xem. Hãy tưởng tượng xem là ví dụ như Việt Nam sản xuất rất nhiều quần áo đúng không? May mà lại không được nhập khẩu vải về để may quần áo. Thế thì bọn mình may quần áo bằng cái gì ạ? Thì đó chính là cái mà gọi là sanction, là người ta có thể làm như vậy bởi vì nước Mỹ đấy họ còn rất mạnh. Anyway, ok, thì in 2014, hay ngay 2014, in 2014 thì Russia in Crimea. Okay.
thì Russia, thì Nga đã như gọi là chiếm giữ Crimea bất hợp pháp bằng việc nó Nga cử quân đội đến Crimea để chiếm giữ. Và cái hồi đó thì ok, you read nhé. Russia in Crimea. Ok, Russia Russian, tức ra đây là Russian troops in Crimea. Nga cử quân đội đến Crimea để chiếm giữ. You read again. Russian troops in Crimea in 2014. Tiếp tục nhé. Thì cái thời gian đó, 2014 này, thì đó là Obama era. Thời Obama, Obama era. Và Joe Biden này, thì was sorry. He was vice president. Lúc đó Joe Biden là phó tổng thống, vice president mà. Ok. Vice president. Ok, Obama lúc đó không hành động gì cả, hầu như không hành động gì. Rồi. Chính vì vậy mà lại thêm một sự kiện nữa, sorry. Thêm một sự kiện là US has removed sanction. Thì US gần đây đã gỡ bỏ một cái lệnh lệnh phong tỏa đấy, lệnh cấm đấy, lệnh sanction đấy. Lệnh trừng phạt, sanction nha. Lệnh phong tỏa sanction về cái gọi là cái North Stream đó, thì đây chính là energy pipeline, cái đường ống dẫn năng lượng từ Nga đến châu Âu đấy, in Europe, thì gỡ bỏ cái phong tỏa này, tức là giúp Nga đấy, à không không cấm Nga nữa, dễ dãi với Nga hơn đấy. Ok, nhiều đấy nhé. US has removed sanction. Oh, look, look at that. Đó. US has removed sanction on Mr. Putin's pride, energy pipeline in Europe. Ok. On Mr. Putin's pride. Cái này là đường ống năng lượng tự hào, pride tự hào của Putin ở Europe. Thì hầu hết là khí đốt ạ. Khí đốt tại vì châu Âu rất là lạnh, họ cần có khí đốt để sưởi ấm ấy, nên là họ mua của Nga. Nhưng mà trước đó thì Mỹ đã sanction, là cấm vận cái việc này, tức là không cho Nga làm việc này nữa, hoặc là làm khó khăn hơn cái việc Nga bán khí đốt cho châu Âu đấy. Nhưng mà sau đó Mỹ lại remove, lại dỡ bỏ nó đi. Có thể là châu Âu muốn như vậy. Ok. You read now. The US. Here we go. The US, cái này viết hoa bạn. Capitalize đấy. The US has removed sanction on Mr. Putin's pride energy pipeline in Europe. Ok. Ok. Thì hôm nay Kristen Welker, tại sao lại như vậy nhỉ? I don't know, I mean it's like ok. Kristen Welker. Well, that's weird, right? Ok, Kristen Welker có đến một cái buổi press conference. Ở Nhà Trắng, White House. Thì đây là spokesman, là người phát ngôn viên Nhà Trắng này. Câu hỏi là ok, listen nha. Unfortunately,
Last time we didn't get to see one another at the G20. According to the White House, during the more than two-hour call, President Biden voiced deep concern. Is projecting weakness on the world stage. Tonight, we pressed President Biden's national security advisor. Okay, you ready? Respond to that criticism that President Biden is being too weak with Mr. Putin. Okay. How do you respond to that criticism that President Biden is being too weak with the Muslim, with Mr. Putin? Okay, listen again. Yeah. How do you respond to that criticism that President Biden is being too weak with Mr. Putin? Okay, going. Okay. Thì câu nào là thế ông trả lời như thế nào về cái chỉ trích rằng President Biden là Tổng thống Biden là tỏ ra quá yếu ớt với ông Putin. Yếu ớt đó chính là hai cái dữ liệu trên. Thứ nhất là cứ từ cái thời mà ông ấy làm Vice President này, Obama, thì khi mà Ukraine bị chiếm đóng này thì nước Mỹ hầu như không làm gì để giúp Ukraine lấy lại Crimea, đúng không? Thứ hai là tại sao lại remove the sanctions? Yeah, why? Này, tại sao? Thì đó chính là lý do mà công chúng quan tâm, dư luận ấy. Thì ok, thì mọi người read nhé. Everybody read. Ok, press conference, họp báo, press conference. Kristen Welker, chị này của NBC đấy, NBC News. Kristen Welker. Ok, how do you respond to that criticism that President Biden is being too weak with Mr. Putin. Right? The spokesman, phát ngôn viên của Nhà Trắng, cái đấy là White House bạn nhé. Họ đang ở White House bạn nhé. White House. Nhà Trắng này, location là White House này. Và anh này là spokesman, phát ngôn viên. Ok. Spokesman. Ok, nghe trả lời sao nhé. Listen, everybody listen. President has shown over the course of the past 8 months that he will do what he says he's going to do in response to Russian actions. So President Putin can count on that. First of all, the president has shown over the course of the past 8 months that he will do what he says he's going to do in response to Russian actions. So President Putin can count on that. First of all, okay. Okay, you say, the president has shown over the course of the last past 8 months, okay, that he will do what he said he's going to do in response to Russian action. So President Putin can count on that. Okay. Thì President này, ở đây chính là President Biden đúng không? Has shown, đã chỉ ra rằng trong 8 tháng qua đấy, over the course of past 8 months, là rằng ông ấy sẽ làm những gì. Okay. He will do what he said he's going to do. Những gì mà ông nói ông ấy sẽ làm. Ông ấy đã nói ông ấy sẽ làm. In response, để đáp trả lại to Russia's action, những cái hành động của nước Nga. Okay. So President Putin, vì vậy mà Tổng thống Putin hãy tin rằng, can count on that. Hãy tin rằng, hãy tin vào điều đó. Tức là hãy tin rằng Biden nói là ông ấy sẽ làm. Hãy cẩn thận, hãy ghi nhớ điều đó. Ok. Hãy yeah. Ok. Yeah. Thì yeah, ok. So set, yeah. Let's like ok, thì ở trong cái này mình có câu hỏi ở trên này, câu hỏi về how do you đấy, mình vẫn thấy helping verb này và subject này, sự đảo ngược đúng không? Yeah, ok. Thì đó là tạo ra một câu hỏi. Rồi. To the criticism president is being too weak with Mr. Putin. Ok. Right.
Ok, đó mình lại tiếp tục thấy thì Prison Perfect hiện tại hoàn thành này has shown okay over the course of the past 8 months. Ok, đó, sau đó lên future này, that he will do. Ok, what he said he's going to do. Ở trong này chúng ta lại thấy sự kết hợp giữa set là quá khứ và tương lai về being going to. Ok. 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 That's it. Thôi, you read nha. Let's go. The White House. Spokesman. All right. Let's go. You read, yeah? The president has shown over the course of the past 8 months that he will do what he said he's going to do in response to Russia's actions. So President Putin can count on that. Okay. Cool. Này thì đó, chúng ta mới có mặt ở US nhé. Rồi hào, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Kiev, Ukraine. Kiev, Ukraine và vẫn là Richard Engel, right? The NBC News Chief Foreign Correspondent. Nào, you read nha. Kiev, Ukraine. Richard Engel, NBC News Chief Foreign Correspondent. Ok. Thì Engel nói là Chris Engel nói là Richard Engel. Go through and listen. Buster, the Nationals feel threatened. Richard Angry and snipers. While the Ukraine announced tonight Russia is reinforcing its positions near its border with heavy artillery and snipers. Ok, anh nói là Russia, Nga đấy đang điều động heavy artillery. Thì đây chính là heavy artillery bạn. Artillery là pháo nhé, heavy là hạng nặng, tức là pháo hạng nặng, tức là pháo này có thể bắn được đạn cỡ lớn và tầm xa, tức là và cỡ đạn đấy và tầm bắn đấy. Nó rất là khủng thì nó gọi là heavy artillery. Artillery, ok. Now you read nhé. Heavy artillery. Đó, đây là lực lượng pháo binh. Những cuộc chiến tranh đấy thì cái lực lượng pháo binh rất quan trọng để bắn phá đấy, lực lượng địch. Tại vì đây là cái hỏa lực giống như hỏa lực cầu vồng đấy. Cho nên là bạn khó có thể bảo vệ được một mục tiêu đấy khi mà nó ở trên trời rơi xuống đấy. Thay vì nó là bắn thẳng đấy thì bạn có thể dùng những lá chắn đúng không? Nhưng mà nó nếu mà nó từ trên trời rơi xuống đấy thì rất là khó. Đặc biệt là độ cao như thế và cái sức mạnh rơi xuống của nó đấy, sau đó sức công phá của thuốc nổ ấy, xong rồi xuyên phá đấy, đạn nó có đạn xuyên phá này, đạn cháy này, đạn sát thương này, mà nó có rất nhiều loại đạn cho cái heavy artillery này. Không chỉ là bắn một loại đạn đâu, nó có rất nhiều loại đạn cho nhiều mục đích khác nhau ấy. Ok. Anh ấy nói là thứ hai là Nga đang triển khai sniper nữa. Thực ra sniper cái này triển khai đến cái vùng biên giới ấy, thì làm sao họ biết được đúng không? Tại vì ai mà chẳng vướng ai, nhưng mà gần đây đấy, quan trọng là gần đây thì Ukraine có tung lên một cái đoạn clip ấy trên YouTube ấy, thì chỉ ra là thứ nhất là đây là súng Nga này và họ giọng của giọng người Nga này, thì đây là một cái súng cho sniper, là lính bắn tỉa, súng bắn tỉa của Nga. Đấy, hai người nhé. Thực ra bắn lính bắn tỉa ít nhất phải có hai người đấy. Người thứ nhất là người cầm súng là đã đến một chuyện rồi nhé. Cái người thứ hai là người Hoa Tiêu.
Hoa tiêu ở đây là họ sẽ đo họ sẽ đo độ xa này của mục tiêu này, họ sẽ đo tốc độ gió này. Đó, hai cái đó. Thì khi mà có được cái số liệu độ xa và tốc độ gió đấy, thì căn cứ vào đó cái người sniper đấy sẽ điều chỉnh cái dữ liệu ở trên cái khẩu súng này để bật phá mục tiêu. Ok. Cái tầm hiệu quả cao nhất và xa nhất của cái này là 2 km bạn nhé. Nó có thể xa 2 km, 2 cây số, tầm bắn hiệu quả đấy, 2 cây số. Bắn hơn thì vẫn được nhưng mà hiệu quả sẽ thấp hơn. Thì đó là dữ liệu sniper unit nhé, sniper. Ok. Có một bộ phim rất nổi tiếng của Mỹ đấy là American Sniper. Bạn nào có thời gian đấy thì nên xem. Không phải có thời gian mà là sắp xếp một chút thời gian đấy để xem phim phim ảnh bằng tiếng Anh ấy, bạn sẽ học được cái đó. Dạ, bộ phim cũng rất hay về một cái người lính bắn tỉa Mỹ, American Sniper. Thực ra nó không đơn giản là việc thích thú ngắm và bóp cò đâu ạ. Nó còn là nỗi ám ảnh về cái việc mà sát thương đồng loại. Đó là sự thật. Và đó chính là lý do mà cái chương trình PTSD ra đời. PTSD, cái chương trình hỗ trợ những cái nhân viên đang làm nhiệm vụ hoặc là những cái cựu binh Mỹ ấy, những cái chấn thương tâm lý của họ phải chịu sau nhiệm vụ hoặc là khi đang làm nhiệm vụ. Và PTSD ra đời. Ok, anyway, không dài dòng nữa. We go on nhé. Rồi. Thì Chris đâu, cái gì không? Richard Engel có đến phỏng vấn một cái bác gọi là Ukraine former defense minister. Ukraine former defense minister, minister đó là defense minister là bộ trưởng quốc phòng, former là bộ trưởng, cựu bộ trưởng, tức là bây giờ là người khác làm rồi, ông này về hưu rồi. Thì former, khi là nó former defense minister đấy thì là về hưu rồi. Ok. Thì xem bác này là gì nhé. While the Kremlin gave its readout of the call between Biden, the Ukrainian negotiations cannot happen at the gunpoint, because what Russia is trying to do, they're trying to create a situation when some concessions are made or some compromise are made. That's not negotiation. That's almost like a robbery. Tonight, Okay, nghe lại nhé. former when some concessions are made or some compromise, negotiations cannot happen at the gunpoint, because Ok, bạn ấy nói là negotiation can't happen at the gunpoint. Đàm phán không thể xảy ra với một cái giống như việc chĩa súng vào nhau vậy. Làm sao có thể đàm phán khi mà người ta cố gắng chĩa súng vào nhau, cố gắng đe dọa về quân sự đúng không? Nghĩa là negotiation, đàm phán cannot happen at the gunpoint. Ok. Tiếp nhé. Russia is trying to do, they're trying to create a situation when some concessions are made or some compromise are made. That's not negotiation. That's almost like a robbery. Tonight. Ok. Ông ấy còn nói là it's almost like a robbery. Nó giống như một cái vụ trộm vậy, giống như ăn cắp ấy. Như là ăn cắp lãnh thổ của nhau đấy, kiểu kiểu như ok. Thì thực ra là trong những ngày qua đấy, mình thấy là những cái ngôn ngữ này, những cái cử chỉ đấy của người Ukraine và người Nga mình thấy khá giống nhau, đặc biệt là cái cách nói của họ đấy, cách nói rất là thâm thúy. Thực ra họ cũng không nói nhiều lắm, cái cử chỉ của họ đấy cũng rất rất giống người Nga. Ok. Thì mình hỏi là mình tự hỏi một câu là tại sao họ lại tan rã như thế, và liệu có cơ hội nào để cùng làm bạn với nhau một lần nữa hay không? Liệu có Rồi, mình rất là thấy tiếc ấy cho những cái người như vậy, những cái dân tộc như thế, mà đặc biệt là họ đã từng một thời sát cánh bên nhau rất là gần gũi đúng không, và bây giờ họ cũng chẳng có gì khác nhau lắm, tiếng nói này và cử chỉ này và cách nói. Ok, anyway, thôi you read nha, you read nha.
không đi xa nữa. Ok, negotiation cannot happen at the gunpoint. Okay, that's almost like a robbery. Okay, Ukraine former defense minister. Okay. Rồi rồi, hôm nay chúng ta sẽ không ở nhà nữa, không ở US nữa. Chúng ta lại đi đến một nơi mới. À, chúng ta đến một phòng thí nghiệm. Since climb, early indications show the new variant. All study in South Africa. Here as others, though likely more transmissible. So what does all that mean? Here's Miguel Almaguer. Okay, hôm nay Miguel Almaguer sẽ đến đâu nhỉ? Tonight, new data from a small study in South Africa. Đó. Tonight, hôm à, tối nay này, new data from a small study in South Africa. Đó, chúng ta sẽ đến South Africa, đến Nam Phi bạn nha. Nam Phi đấy là quốc gia ấy, chứ không phải là châu lục. Nam Phi, South Africa. Tại vì có thể nói là ở châu Phi đấy, ở phía Nam châu Phi đấy, thì Nam Phi chính là cái nước quốc gia mà có thể nói là phát triển nhất đấy. Yeah, ok. Anyway, mặc dù cả cái châu lục của họ là một châu lục giàu có, một châu lục đầy tiềm năng, nhưng mà chỉ có Nam Phi là phát triển nhất trong nhóm đó thôi. Mặc dù người dân ở đó cũng rất là khốn khổ đấy. Anyway, the new data, cái dữ liệu mới bạn nhé. From a small study, từ một cái nghiên cứu nhỏ đấy. Small study in South Africa, thì South Africa người ta viết tắt đấy là S.A. là South Africa bạn nhé. Nên là khi nào mà thấy cái quốc gia mà S.A chính là South Africa. Ok, now you read here. New data from a small study in South Africa. Đây, South Africa. Right. Thì nó chỉ ra rằng, nghe nhé, mặc dù ai cũng thấy rồi, anyway. Just Pfizer's vaccine is less effective against the Omicron variant, a 40-fold decrease. Okay, nói là Pfizer vaccine less effective against Omicron variant. Họ nói là vaccine của hãng Pfizer đấy. Ok, đấy, họ đặc biệt nghiên cứu về vaccine của Pfizer nhé. Pfizer vaccine này, less effective, trở nên kém hiệu quả hơn để chống lại cái biến thể Omicron. Ok. Ok, anyway. Tin này không tốt đúng không? Anyway, nên đó là chỉ là một nghiên cứu small study thôi nhé. Họ nói là small study. Họ nhấn mạnh là small study để cho người dân đỡ bị hoảng hốt đấy. Ok, you read nhé. Pfizer, nó đọc là Pfizer nhé, không phải là Pfizer đâu. Pfizer, bỏ P đi. Pfizer's vaccine less effective against Omicron variant. Ê, cái anh mà kêu Omicron này nhé, đọc cái từ này này. Omicron. Đó, các ông kêu đọc là Omicron. Ok. Anyway. Bạn thấy không? Kể cả người nước ngoài đấy, nếu như họ không có một cái chuẩn đấy để tuân theo đấy, thì mỗi người sẽ chạy theo một kiểu khác nhau ạ. Người thì đọc là Omicron, người lại đọc là Omicron. Anyway, có ông ấy đọc là O chứ, O nhé. Còn trước đấy có một người rất nhiều đọc là O thì yeah, ok. Tức là họ cũng phải học và họ cũng phải có cái thói quen làm đúng và được sửa sai đấy, thì họ sẽ làm đúng thế thôi. Bọn mình học tiếng Anh cũng thế, mình mắc sai lầm này, mình sửa sai. Ok, mình cũng thế, bạn cũng thế. Ok, everyone đều thế cả, đúng không? Đó chính là cái cách mà chúng ta học một ngôn ngữ hay là bất cứ cái gì khác. Anyway, let's go on. Fourfold decrease thì nó less, đây là fourfold decrease có chính là cái chỉ ra cái số liệu how less effective. Tức là nó kém hiệu quả như thế nào, tức là đến đâu, tức là theo cái bậc thang, theo số đếm ấy thì nó như thế nào, đúng không? How, thì đây chính là cái số liệu hiệu quả, fourfold decrease, 40-fold. Thì fold ở đây cũng nghĩa là time bạn. Time thì nó bằng với lại giống như nhân đấy, thì gọi là lần. Tức là kém hiệu quả đến 40 lần bạn.
40 times hoặc là 44 degrees. Yeah, ok. Nữa các bạn cũng đừng có lo bởi vì nó chỉ là một small study thôi. Anyway, nói ít thôi, đừng lo nhiều quá. Ok. Đấy, thế là sau đó thì ok, lại trở lại với nước Mỹ. But the research, not yet peer-reviewed, does show those who were infected and are here at home, Omicron infections have now been identified in over a... What we're seeing at hospitals like this one and across swaths of the country are a direct and deadly result of Delta. Fatalities up 57... Ok, tức là Delta... 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 Delta variant... Variant... Thì hiện tại ở nước Mỹ đấy. Thì phiên bản Delta vẫn là... Delta vẫn là cái mà... Cái mà là nguyên nhân của 99%, 99% of new infection. Đó. Ok. Thì Delta ở đây là Delta variant COVID-19 bạn nhé. Of course. Alright. Thì ở Mỹ, ngay lúc này, in the US now, Delta is driving 99% of new infection. Ok, yeah. Đó, thì nói là đang nói về hiện tại đúng không? Thì đây là present continuous. Đấy, hiện tại tiếp diễn nha. Ok. Từ những chuyện đang xảy ra hiện tại, đang tiếp diễn hiện tại. Thì bạn sẽ hỏi, so Delta driving 99% of new infection. So driving ở đây, driving, ok, driving là lái xe mà. Anyway, driving nó khá nhiều nghĩa bạn. Thì driving trong trường này chúng ta phải hiểu rằng driving có nghĩa là nguyên nhân đấy. Thì bạn có hiểu thì nó là cause. Thì trong trường hợp này driving có nghĩa là gây ra, causing driving, ok. Nhưng mà theo một cái chiều hướng đó thì yeah, ok, anyway thôi, giải thích như vậy, tóm lại là driving sẽ hiểu theo cause là gây ra. Thì Delta, cái biến chủng Delta thì đang là cái nguyên nhân gây ra 99% cái ca nhiễm mới, new infections. Ok, now you read. Delta is driving 99% of new infections. Okay. Fatality is up 57% since last week. Chỉ 7 ngày thôi bạn nhé. 7 day thôi. Mà fatalities có nghĩa là những cái ca tử vong đấy ạ. Death. Nói luôn. Death case. Death case. Những ca tử vong. I'm sorry. Death case. Đó. Fatalities is up 57%. Đã tăng lên 57%. Tụi bạn hỏi percent là gì? Đây, percent là cái này. Đó. 57% tăng lên nhé. Up. Up là đây. Đó. The up. 57%. Since last week, 7 day. Okay, you read. Fatality up 57% since last week. Okay. Thì hãy xem đây. Thực ra các bạn đi học ấy thì phải đọc cái này rất là nhiều, gọi là cái diagram ấy, diagram biểu đồ hay gì đấy. Quên mất tên gọi của nó rồi. Phải tính tiếng Anh thôi. Ok. Thì nó sẽ có hai chiều. Một chiều là đi theo hướng này. Một chiều là đi theo hướng lên trên đúng không? Hai chục. Xin lỗi. Axial. Thì cái này là về thời gian này. Time này. Khoảng thời gian nhé. Đây là November the 1st này. November 11. November 21st. Và December 5th. Là gần đây. Mấy ngày cách đây đúng không? Và cái này chính là số lượng, đúng không? Number 20, 40, 40, 60, 80 và top 10 là 180. Mình tính được là per million people, tức là 180 million people bạn nhé. Million people. Ok, thì người ta tính ra rằng cái màu đỏ này này
Đó chính là những cái ca nhiễm COVID ở South Africa đấy, ở Nam Phi đấy. Bạn nhìn nhé, lúc này November 21st này, sau đó December nhé, mình chia ra này, thì đến khoảng này nhé, là 80 million people bị nhiễm này, infect này. Xong rồi từ đây đến đây, tức là chỉ khoảng 7 day thôi bạn ạ. Có khi còn chỉ có 5 day thôi, 5 day bạn nhé. Từ 80 lên 200 million people bạn. Oh my god, just 5 day, chỉ có 5 ngày thôi, 5 đến 7 ngày đấy, 5 to 7 day đấy. Thì oh my god. Ok, vậy bạn đã có câu trả lời cho cái gọi là Omicron variant chưa? Omicron variant, I'm sorry. Ok. Khủng khiếp lắm bạn ạ. Anyway, you read nhé. Daily new confirmed COVID cases per million people, South Africa. Ok, you read nhé. Daily new confirmed COVID-19 cases per million people in South Africa. Ok. Rất là kinh khủng đấy bạn ạ. Ok, cái này có một cái video mình đã giải thích rồi đúng không? Hôm nay mình nói lại. Thì thực ra đây cũng là có nguồn của South Africa cũng cung cấp thôi. Những cái phòng thí nghiệm ở Nam Phi cũng cung cấp thôi. Họ nói là trong cái phiên bản Omicron này, sorry, Omicron variant này, thì người ta phát hiện tổng có 50 mutation. 50 mutation này. Và trong 50 mutation đó, thì có 30 mutation là spike protein. Nice. Ok. Spike protein là 30 mutation. Và trong 30 spike mutation đó, thì có 26 là unique. Bạn sẽ hỏi, mình sẽ nói lại. Mặc dù mình đã thấy rồi. Unique, đó chính là the mutation that we've never known before. Tức là những cái mutation mà các nhà khoa học chưa xác định, trước đây chưa từng xác định nó, trong việc sản xuất thuốc, trong việc điều trị, trong việc nghiên cứu, chưa, tức là lần đầu tiên xuất hiện, mới hoàn toàn, new nhé. Thì đây chính là một thách thức cho những nhà khoa học của chúng ta. Và những loại vaccine hiện tại, những loại thuốc hiện tại, những cái quy trình điều trị hiện tại, liệu trình ấy, thì you know, like, ok. Đây lại một big question nữa. Làm thế nào để đối phó với nó? You read now. You read now. Many mutations on spike protein. Okay. Early evidence suggests increased infectivities. Cái bằng chứng sớm nhất mà chúng ta có được đấy, tức bằng chứng mới nhất mà chúng ta có được đấy, thì nó làm tăng cái khả năng lây nhiễm, increase infectivities, tăng cái hoạt động lây nhiễm, infectivity mà. Ok, anyway. Oh my god, thôi you read nhé. À, you read được còn gì nữa nhỉ? Read lại vậy. Anyway, early evidence suggests increased infectivities. Ok, anyway. Đó. Thì dự đoán trend này. Dự đoán it could become the dominant strain. Nó cái Omicron này nó có thể là sẽ là cái thống trị phong trào lây nhiễm ở Mỹ. Dominant strain nó chính là cái xu hướng chính đấy, the main trends. Thực ra cái dominant ở đây nó còn một ý nghĩa lớn hơn nữa cơ. Nên là mình rất là không thích khi mà học tiếng Anh lại phải dịch từ tiếng Việt ấy, bởi vì có nhiều cái ý nghĩa của nó, cách sử dụng của nó rất là khác. Mà cái vốn Hán Việt của mình lại không hiểu, nên là rất là khó tìm để tìm một từ để diễn tả nó ấy. So, ok. Anyway, you read nhé. Cho nên là mình khuyên bạn là không nhất thiết phải là hiểu tất cả ngay một mọi thứ ngay lập tức đấy. Bạn phải từ từ đấy, và phải hiểu
hiểu theo cái sự suy diễn ấy, sự suy đoán ấy, chứ không phải là do người khác nói cho mình biết mà mình chẳng hiểu gì cả. Anyway, okay, you read nhé. Could become the dominant strain. And strain ở đây có nghĩa là kiểu gọi là chain ấy. Okay, next. À, okay. Bác sĩ vẫn nói là bác sĩ. Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh tuyệt vọng bạn ạ. Is driving 9 new Omicron cases in South Africa, still exploring its trend. I think it's unclear at this point. It detected a variety of the disease, anecdotal boosted. I'd be very or delaying a return to work. Everyone in North America is either going to get vaccinated or you're going to get COVID. No. This holiday are safe if America. Okay, you ready? Bác nói nghe bây giờ nhé. And follow long-standing advice. Know this. Everyone in North America is either going to get vaccinated or you're going to get COVID. Okay. Dr. Thomas wrote. Wow, kiểu là như cái tên này giống như tên của hãng thực phẩm ấy nhỉ. Anyway. Ascension Borges Hospital Trauma Services Medical Director. Đó, giám đốc của một cái bệnh viện. Okay, mình nói trong một cái buổi press conference, họp báo như vậy. Thì vẫn nói là everyone in North America, mọi người ở Bắc Mỹ, thì North America, Bắc Mỹ nói chung là như kiểu là Mỹ này và Canada đấy, nhưng mà ý ông ấy là USA và Mỹ. Are you gonna get vaccinated? Các người à, các bạn có định tiêm vaccine hay không? Hay là các bạn sẽ nhiễm COVID, get COVID? Đó. Câu hỏi rất đơn giản. Một là tiêm vaccine, hai là get COVID. Thực ra bạn nói là tiêm vaccine, get COVID, thì get COVID là get sick because of COVID, bị ốm hoặc là bị chết ấy. Chứ không phải là bị nhiễm, bởi vì thực ra tiêm vaccine rồi vẫn bị nhiễm bạn ạ. Anyway, thì có rất nhiều bằng chứng đã chứng tỏ là những người tiêm vaccine ấy đã sống sót sau những cái bị lây nhiễm. Còn những và khả năng sống sót của họ cao hơn những người mà không được vaccinate. Cho nên là đây là cái niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta. I mean, duy nhất vào lúc này. So, ok, anyway. Chẳng còn lựa chọn nào khác cả. There's no option. Ok, you read nha. Everyone in North America. Đây, North America. Are you gonna get vaccinated? Or you are gonna get COVID? Ok, thì trong trường này chúng ta thấy là thực ra ở người Mỹ đấy, người ta thấy là are you gonna, đấy là câu hỏi đúng không? Yeah, the question này. Thì, anyway, tại sao bạn nào? Gonna là gì? Ôi trời, cái này làm gì có trong, tiếng Anh đúng không? Thực ra cái đây là một cách người Mỹ mà người ta nói về be going to. Đó, thì thay vì nói là are you going to get, thì họ nói là are you gonna get. Thì gonna ở đây là thay going to. Đó. Ở Mỹ họ rất là hay nói cái cụm này going to, thì họ nói là gonna. Ok, thì bạn thấy là get vaccinated, thì bạn thấy ở đây vaccinated là giống như là vaccinate là verb đúng không, xong rồi thịt thêm ed đúng không, xong rồi get đó. Thực ra đây là một cấu trúc của passive bạn ạ. Passive là cấu trúc của câu bị động đấy, câu bị động vì get bạn nhé. Đó, ok, thì bọn mình đang học về câu bị động. Không biết là passive lesson 2 họ có nói về get hay không, nhưng mà hiện tại đấy, chúng ta đang sử dụng cấu trúc bị động là be cộng với past participle. Đó. Còn chưa học đến bài get, nhưng mà bạn hãy nhớ rằng get và past participle cũng là một loại hình, cũng là một cái form đấy của câu bị động. Ok. Thì ok, để giới thiệu cho bạn biết như vậy. Thế bạn lại hỏi là ơ, thế còn cái thứ hai thì sao? Get COVID. Thực ra là get COVID ở đây gọi là một cách nói đấy. Tiếng Anh nó rộng lắm ạ. Get COVID là bị nhiễm COVID, hoặc là thực ra cái trong cái câu này thì
chúng ta hiểu là get COVID ấy, là bị nhiễm COVID, nhưng mà ý của ông ấy nói không phải là bị nhiễm COVID mà là bị như gọi là phải nhập viện này, hoặc là bị bệnh trầm trọng, hoặc là có thể là bị chết vì COVID ấy. Thì ý của ông ấy là get COVID là như vậy, chứ không phải là get COVID là bị nhiễm COVID đâu ạ. Bởi vì ai trong chúng ta cũng biết là tiêm vaccine rồi vẫn bị nhiễm COVID là bình thường, đúng không? Nhưng mà bằng chứng đã chứng tỏ rằng những người vaccinated ấy, thì sẽ tỷ lệ bị ốm nặng và chết sẽ thấp hơn, đấy, hầu như không có, đúng không? Không biết. nghe người ta nói như vậy thì đó chính là ý ông ấy nói là get COVID là như vậy. Get COVID ở đây có nghĩa là sẽ ít bị nặng hơn, hoặc là sẽ bị nặng, hoặc là có thể bị chết vì COVID, chứ không phải là bị nhiễm COVID. Ý bác ấy nói là như vậy. Ok, anyway, read again nhé. Everyone in North America, right? Are you gonna get vaccinated or you're gonna get COVID? Rồi, ok. Nào, chọn đi. Anyway, đây nữa này. Doctor, này bác sĩ. Bác sĩ hoặc là tiến sĩ Thomas Ross, ok. Dr. Thomas Ross, Ascension, Borges Hospital, Trauma Services, Medical Director, đấy, giám đốc bệnh viện luôn đấy, Director luôn. Anyway, đi nhá. Let's go, hôm nay chúng ta sẽ đến Hawaii bạn ạ. Nơi chỉ để nghỉ ngơi và du lịch thôi ở nước Mỹ. Hawaii flooding emergency. Bị flooding là hiện tượng mà quá nhiều nước bạn nhé. Ok, emergency là tình trạng khẩn cấp bạn nhé. Tức là Hawaii đã ban bố tình trạng khẩn cấp, state of emergency. Trong những cái bản tin ấy thì thỉnh thoảng nói là state of emergency. State ở đây không phải là bang, mà state là tình trạng of emergency, tình trạng khẩn cấp. Ok, thì khi mà một bang đấy, Hawaii chẳng hạn, họ ban bố cái state of emergency đấy, thì có nghĩa là tất cả các lực lượng đấy là sẵn sàng ứng phó và sẵn sàng cứu hộ, ứng cứu đấy khi mà có tình huống xảy ra. Ok, thì hôm nay chúng ta lại gặp Emily Ikeda. Emily Ikeda, 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 Ikeda thế này đúng không nhỉ? Hình như vậy, Emily Ikeda. Không biết cô này, kiểu Ikeda chắc chắn là họ Nhật rồi, nhưng mà không biết cô này có phải quê ở Hawaii hay không? Có thể. Mình đã được từng gặp những cái vị khách đến từ Hawaii ấy, và có vẻ như họ rất là hay đấy. Very interesting đấy. À, nhất định các bạn có dịp phải đến Hawaii một lần. Hơi cũng được đấy, hơi bị được đấy. Anyway, riêng nhé. Emily Ikeda. Report từ Hawaii bạn nha. Từ Hawaii là một hòn đảo ấy, island ấy. Đây bạn ơi, flooding đây. Flooding có nghĩa là bình thường đấy. Xe sẽ đi trên đường, mà nếu mà flooding là xe đã phải bơi trên đường. Giống như chiếc chiếc minivan này vậy. Ok. Anyway, you read nha. You read luôn đấy. Hawaii flooding state of emergency. Ok. Emergency. Good. Ông này là vậy tại sao lại bị flooding? Nguyên nhân rất đơn giản bạn ạ. Rain for days. Mưa nhiều ngày đấy thì tự nhiên sẽ bị lụt thôi. Dự định nhé. Rain for day. Ok. Ok. Đây là Honolulu Emergency Management Director. Ê, hình như là Honolulu là thủ phủ của Hawaii ấy. Ui, nghe cái tên đã thấy như là kích động này, Honolulu. Mình còn nhớ lần cuối cùng ấy, mình được đầu tiên biết đến cái tên Honolulu này là đấy, học lớp 9 đọc một cái cuốn tiểu thuyết đấy của Joseph Conrad, tên là Lord Jim. Có nhắc đến một cái địa điểm Honolulu, một nơi mà rất nhiều tàu bè ghé qua ấy. Rồi, nghe xem nhá. Nghe xem anh ấy nói gì ạ.
Okay. Come on. Tourists here for a taste of paradise, seen wading through the hall right before. Why are we seeing such significant health crisis? What he's calling a- this type of the threat of is toppling tourists here. Stay vigilant, pay attention to your surroundings, and really don't take any chances at this time. Chaos in less than 2 days and up to 3 inches. Okay, an you ready? Yeah. Stay now. Pay attention to your surroundings. And really don't take any chances at this time. Đó, anh ấy nói hơi nhanh đấy. Anh ấy nói là stay vigilant. Ok, stay vigilant. Stay attention to your surrounding. And really don't take any chances at this time. Ok, yeah. Anh ấy nói là stay vigilant. Hãy cảnh giác. Stay vigilant. Ok. Stay attention to your surrounding. Ok. Hãy đi, nếu mà đi đâu ra ngoài đường đấy, thì hãy chú ý cái khu vực xung quanh đấy, bởi vì có thể là cây đổ này, nhà sập này, hoặc là gió mạnh đấy, đấy thì đó là ý nó vào stay attention to your surrounding, hãy chú ý xung quanh đấy, ok, and really don't take any chances at the time, và đừng có mạo hiểm vào lúc này, ok, really don't take any chances at this time, really don't take any chances at this time, ok, now you read, ok, anh ấy là Hiro Toya. Tên chất Nhật luôn đấy nhỉ. Honolulu Emergency Management Directors. Now you read nhé. Hiro Toya, Honolulu Emergency Management Directors. Ok, bạn nhớ cái từ director này nhé. Nó có thể đọc là director, có thể đọc là director, có thể đọc là directors. Yeah, ba cách điện. Anyway, kịp bằng câu ấy nhé. You read now. Stay vigilant. Okay, stay vigilant. Stay attention to your surroundings. And really don't take any changes at this time. Now, at this time. Okay, cool. Đó thì nó không biết chưa xảy ra nhưng mà March 2021 này, tháng 3 năm nay ấy, thì đã có landslide ở đây rồi. Lở đất này, bạn nhìn một đống đất lở, chú ơi, bao cái đây là con đường này, road này. Vậy làm sao xe của bạn có thể đi qua chỗ này được chứ? Nó như một ngọn núi luôn đấy bạn ạ. Mountain ở đây luôn đấy. Anyway, you read nhé. Landslide, March 2021. Good. Đúng lúc đó ở Hawaii bạn nhé. Đúng lúc đó ở Hawaii. Thì thực ra ở Hawaii có một cái cảng gọi là Pearl Harbor. Vịnh Ngọc Trai đấy. Vịnh Ngọc Trai. Đó. Tên tiếng Việt hình như có lần là gọi là Trân Châu ấy. Trân Châu Pearl, Trân Châu Cảng. Yeah, ok. Ok, nói Trân Châu Cảng chắc là nhiều người biết đến hơn đúng không? Pearl Harbor. Mình gọi là Pearl Harbor bạn. Pearl Harbor. Thì đó là việc kỷ niệm. Đó là cái lễ kỷ niệm 80th anniversary. Đấy, cái lễ kỷ niệm lần thứ 80 của Pearl Harbor. Thực ra là kỷ niệm ngày nó bị tấn công bạn, chứ không phải là cái gì mà như là vui vẻ gì đâu. Thực ra đây là một nỗi đau đấy. Ok, you read nhá. 80th anniversary of Pearl Harbor. Ok, Pearl Harbor đây, kỷ niệm này. Tàu chiến này, các bác treo cờ lên xong rồi binh sĩ xếp hàng trên đốc tàu này. Ok. Thì cái vụ này là vụ việc máy bay của Nhật đấy, Japanese Warplane ấy, airplane này, ném bom, oanh tạc, ném bom vào một cái địa điểm nào đó đấy, để phá hủy nó thì gọi là oanh tạc bạn. Thì đây, US warship was under attack, này là những cái tàu chiến của Mỹ đã bị tấn công, was under attack. Ok, còn đây là salute, mấy ông cựu binh này đang salute, đang nghi thức chào trong quân đội này. Salute, chào, salute. Đây là một người trong số họ. Ok. Thì tất cả những người họ đấy, thì chúng ta gọi là veteran, cựu binh, veteran. Ok, you read nha. US warships was under attack. Ok.
cái người mà nhiều tuổi nhất trong họ là Frank Emmons. Frank Emmons là 103 years old, 103 tuổi bạn nha, US Navy, lực lượng hải quân. Và cái hồi đó là anh ấy mới 22 years old, 22 tuổi, rất là trẻ. Ok, you read nhé. Frank Emmons, 103 years old, US Navy, 22 years old. Thì trong trường hợp này bạn phải đọc là và cái thời gian mà Trân Châu Cảng bị tấn công đấy, Pearl Harbor was under attack đấy, thì he was 22 years old. Đọc đúng là vậy. He was 22 years old. Ok. Thì bác này là thực ra bác này không phải là giống như là ở trong chương trình bác ấy nói là bác ấy là trong hải quân đấy thì có một cái đơn vị là ban nhạc ấy, ban nhạc để chơi nhạc trong những cái lễ chào cờ này, lễ duyệt binh này hoặc là bất cứ cái dịp lễ này thì ban nhạc sẽ đứng ra để chơi nhạc đấy, để làm lễ đấy. Thì một buổi sáng bác ấy thức dậy đấy thì thấy trên bầu trời là những chiếc máy bay này. Đấy, máy bay gọi là airplane, Japanese airplane. Cái máy bay chiến đấu của Nhật, máy bay ném bom ấy, thực ra bomber ấy. Thực ra cái bomber này xuất phát từ hình như là từ tàu sân bay thì phải, không biết. Anyway, bay trên bầu trời của Hawaii. Và sau đó thì tất cả những máy bay đó dropping bomb, chúng thả bom, bắt đầu oanh tạc Trân Châu Cảng. Ok, dropping bombs. Ok, đây warplane đây. Thực ra cái warplane này là người làm minh họa thôi, chứ còn hôm đấy là không có ai bay cùng máy bay Nhật để chụp ảnh thế này được đâu. Bởi vì thứ nhất là người Mỹ không biết. Đây là một tập kích bất ngờ bạn nhé. Ngay sau khi tập kích đấy, tức là nước Mỹ hồi đấy nó là cái vụ này, cái vụ này đã được ghi vào sách lịch sử của nước Mỹ rồi đấy, là họ hỏi là tại sao nước Nhật không gửi thư tuyên chiến mà lại tấn công bất ngờ ở nước Mỹ như thế. Có nghĩa là sau, tức là họ chỉ tuyên chiến sau khi 2 giờ sau cái cuộc oanh tạc này họ mới gửi thư tuyên chiến mà, chứ họ không gửi thư trước rồi sau đó đánh. Họ đánh trước sau đó gửi thư tuyên chiến nước Mỹ. Thì ok, đó, bạn nên nhớ chiến tranh cũng có luật bạn ạ. Chiến tranh cũng phải có luật. Và nếu vi phạm luật đấy thì có nghĩa là vi phạm. Anyway. Ok. Thì ok. Thì nó dropping bomb như vậy thì thứ nhất là những cái tàu, những cái ship đang đỗ ở cảng đấy, nó sẽ phá hủy những cái ship đó, và những cái sân bay, những cái tòa chỉ huy, những đài chỉ huy đó, nó đã phá hết. Này, đây là một cái những cái hình tượng mà những cái tàu đang đỗ ở cảng ấy, đang ở cảng đấy thì UAP warship này đang bị phá hủy luôn, destroy luôn này. Đó. Thì trong cái vụ đó thì ước tính là 2,403 American die. Đó, có 2,000 người chết, 2,403. Ok, you read nha. 2,403 Americans die. Ok. Đấy. Ê, bác này tên là gì nhỉ? Jim, cái này như là Jim thì phải. Trời ơi. On roadways. This type of weather system tends to bring us really intense rainfall. When you have deep tropical moisture interacting with that had caught fire, David Russell went hand over hand above the flames, using a rope from his sinking ship to another. Salute. The survivors simply ask that we never forget. Kerry Sanders, NBC News, Pearl Harbor. Ah, Kerry Sanders. Bác ý là Kerry Sanders bạn ạ. Hiếp. Tên của bác ý mà cũng quên, chán thế. Xin lỗi bác nhé. Bác ý là Kerry Sanders. Bác ý rất là vui tính bạn ạ. Đó, hôm nay bác ý cùng đến Hawaii với Emily Ikeda. Thì Emily Ikeda thì report về cái vụ state emergency là mưa lũ ấy. Còn Kerry Sanders thì report về cái dịp kỷ niệm Trân Châu Cảng bị tấn công, tức là
80th anniversary of Pearl Harbor. Okay. Thì hôm nay bác ấy Kerry Sherry cùng với five veteran, cùng với năm cựu binh, và đây là chính là only, chỉ bây giờ nhé, ngay bây giờ này chỉ có only five survivor, còn có 5 người còn sống sót sau vụ đó thôi. Rất là quý hiếm bạn ạ. Đó, một cái bằng chứng sống, nhân chứng lịch sử đúng không? Yeah, ok. You did nhé. You did. Ok, Kerry Sanders. Đây, bác đi đây. Yeah, là phóng viên của NBC News. NBC News, yeah. Okay. Only five veterans. Hoặc là survivors. Ok, cool. Đấy, đây là, đây, đây là, uầy, có một lần mình được một bác tặng một cái mũ này. Nhưng mà bác ấy là, uầy, xong những cái mũi ông cựu binh ấy sẽ được tặng một cái mũ này ở trong lính Mỹ đấy. Đó, như kiểu như có những cái dịp kỷ niệm đấy thì người ta sẽ phát những cái mũ này cho bác ấy. Đó, để đội, để tham dự. Với như bác này chẳng hạn, thì bác ấy là USS, USS Oklahoma, tức là US có nghĩa là United States Ship. Đó. Tức là đây là một cái code nhé. Đây là một cái code, một cái mã đấy, dành cho những con tàu đang làm nhiệm vụ nhé. Thì nó gọi là USS. Đó. Tất cả những con tàu đang làm nhiệm vụ thì sẽ được cấp mã này. Còn những con tàu nào mà không phải làm nhiệm vụ đấy, không phải tham gia chiến dịch nào đó đấy, thì sẽ không có cái mã này đâu. Thì tên của nó là Oklahoma. Đấy, bác ấy làm trên tàu Oklahoma nhé. BB-37. Đó. Không biết là gì. Anyway, chắc là tên đơn vị trên tàu. Tức là trên tàu đấy sẽ có nhiều đơn vị đấy. Và cái đơn vị ở trên con tàu đó mà bác ấy tham gia đấy, đó là BB-37. Không biết là đơn vị làm gì. Anyway, hôm nào phải đến Hải quân chơi một lần. Hải quân Mỹ mà nhé, Hải quân Việt Nam chả chơi đâu. Anyway, ok, you read nhé. Ok, USS Oklahoma BB-37. Đó. United States Ship. Ok. Thì ok. Ngay sau vụ tấn công đó bạn, ngay sau thì Mỹ quyết định US join the World War II, Mỹ tham chiến. Tức là trước cái vụ đó đấy, Mỹ vẫn ở ngoài vòng chiến bạn nhé. Sau cái vụ Pearl Harbor đấy thì người Mỹ mới nhảy vào cuộc chiến. Thì có thể bạn đã nghe nói đến là có thể người Nhật đã khiến người Mỹ nhảy vào cuộc chiến và khi nó kết thúc sớm hơn. Anyway, thực sự đau thương bạn, nhất là ở chiến trường châu Á này, châu Âu này, châu Phi, châu Âu, đau thương châu Âu, đặc biệt là ở quân Đức, châu Phi là chiến trường của Ý và Đức, yeah. Còn châu Á là Nhật, Japanese. Wow, man, you goes. Okay, you read nhé. U.S. join the World War II. Okay, December 8th, 1941. Phải không nhỉ? Có thể đấy, có thể đúng. Yeah. Anyway, thì các bác ấy chào này, salute này. Hôm nay mình lại hiểu thêm một cái ý nghĩa của từ salute là gì. Job they done supporting the military. The people at home, what do you think? What do you think? All their grandmothers and everybody. The survivors simply. All their grandmothers, listen, yeah, and everybody, Rosie the Riveters and so forth. What a great job they done supporting the military. Salute. Đó. Salute chính là bác này, bác nói salute. Chào. Các bố đều già lắm rồi, chống gậy đâu. Nói cũng không nghe rõ mấy đúng không? Anyway. Ước gì có một người ông như vậy để nói chuyện hàng ngày. Anyway. Chắc là sẽ thú vị lắm đấy. Thế nào, những bạn nào ấy có ông bà ấy nhé, thì trân trọng họ và chịu khó nói chuyện với họ. Đặc biệt là những người mà đi tham chiến về đấy, họ rất là nhiều câu chuyện cho bạn đấy. Anyway, tiếp tục nghe. Đây bạn thấy không? Đây như kiểu là mình không biết nó là cái gì nữa, có thể là museum hoặc là monument ấy. Museum là bảo tàng, còn monument là như kiểu đài tưởng niệm ấy. Nó xây trên một cái xác con tàu chìm ở ngay trên vịnh này. Đó. Con tàu này. Nó
chắc chắn là bị máy bay Nhật oanh kích chìm luôn ở đoạn này. Nó đang đỗ ở đây đúng không? Xong bị oanh kích xong bị chìm ngay ở đây. Xây luôn một cái museum hoặc là monument ở đây. Anyway, bạn thử tìm hiểu xem nó là gì nhé. Đố các bạn biết đấy. Museum or monument or what? Or what? Hay là cái gì? Or what? Anyway. Rồi, chúng ta lại trở lại với tình hình COVID. Nhưng mà hôm nay chúng ta không nói với người lớn, chúng ta nói với trẻ em. Chúng ta sẽ không nói với người sống. À, chúng ta sẽ không nói đến người đã bị chết hoặc là bị ốm ấy, mà chúng ta nói đến những người còn sống và khỏe mạnh, nhưng mà đó là children, bạn ạ, là trẻ em. Thì ok, họ nói là 140,000 children in US lost a parent or grandparents caregiver due to COVID. Ok, họ nói là đây, 140,000 children, trẻ em ở Mỹ ấy, thì bị mất một người bố mẹ, tức là mất bố hoặc mẹ này, hoặc cả hai này, hoặc là mất một người ông bà, ok, hoặc là một người chăm sóc cho họ, ok, due to COVID, trong cái cuộc khủng hoảng COVID. Anyway, rất là kinh khủng. Mình nghĩ đây không phải là con số thật sự đâu ạ, nhưng mà nó phải lên đến hàng triệu luôn đấy. Anyway, ok, you read nhé. Ok, 140,000 children in US lost a parent or grandparent caregiver due to COVID. Đấy, thì bạn thấy là bình thường mình thấy parent đấy, parent có cái này cơ mà. Ok, thì đơn giản là a parent ở đây là một người bố mẹ, tức là bố hoặc mẹ, a parent. Thì ở đây là grandparent cũng vậy, thường thì grandparent nó sẽ này, nhưng mà a grandparent tức là một người ông bà hoặc một là ông hay là bà. Ok. Anyway, caregiver là rõ rồi, một người chăm sóc cho họ đấy. Cho các em, xin lỗi. Ok, you read nhé. 140,000 children. Thực ra bạn phải không? Thế mà thấy plus ở đây bạn thấy là more than 140,000 children in US lost a parent or grandparent caregiver due to COVID. Ok. Và vấn đề là ER visit, nghĩa là emergency room, tức là phòng cấp cứu đấy. Emergency room này. ER visit. Visit đấy không phải là thăm hỏi mà nhá, không phải là viếng thăm, không phải là nhiều đến chơi, mà visit đấy là nhỉ. Nếu mà một người phải visit hospital đấy thì có nghĩa là nhập viện đấy bạn. Visit. Ok. Ok. Anyway, một cái cách hiểu mới của visit cho những bạn nào chưa biết. Visit for suicide attempt. Đó vì là ý định tự sát. Attempt, suicide attempt. Ok. Increase hoặc là up cũng được, tùy bạn đọc như nào. Đọc cái mũi tên này đọc như thế. 50% for adolescent có nghĩa là adolescent girl, nghĩa là teen đấy, nghĩa là adolescent girl nghĩa là tất cả những bạn gái đấy là nhỏ hơn 18 tuổi thì gọi là adolescent. Bạn có thể nói là teen cũng được. Ok, anyway, biểu hiện nha. ER là emergency room. Visits for suicide attempt up 51% for adolescent girls 10. Ok. Đó, đây. Cho nên là các bạn đừng có buồn, đừng có căng thẳng. Hãy ok, hãy ngồi lại và hít thở, ok. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ok. Ok. Anyway. Ôi, chắc mình phải đi ngủ quá. Mình lại đang căng thẳng rồi. Đấy, lúc nào mà căng thẳng quá, đi ngủ bạn ạ. Anyway. Rồi. Thank you for your watching and see you next time. Yeah.